ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã tổ chức hội nghị lần thứ 18, họp bàn nhiều nội dung quan trọng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội theo quy định. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng họp bàn cho ý kiến các nội dung gồm triển khai thực hiện chỉ thị số 35/CT/TW ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Hội nghị cũng cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, từ năm 2021 đến 2025 cấp thành phố, công tác cán bộ, báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của thành ủy, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của thành phố Hà Nội.